Đây, nó ra dường như giống nhau luôn các bạn. 222 21 là y hệt luôn á. Nó nhảy cũng nhảy y chang nhau luôn các bạn ha. Rõ ràng nó giống cái hệt nhau. Chào các bạn ha, video này mình sẽ so sánh hai loại đồng hồ đo điện giống nhau. Đó chính là cái này là Anen Q1 với cái này là Zui ZTX ha. Đây, bạn nhìn sơ có biết là thấy nó khá là giống nhau đúng không? Chỉ khác nhau cách kháng hiệu với cái tên thôi. Về cái kết cấu thì dường như là nó tương đồng. Đó. Đây. Rồi, thì đầu tiên so sánh về phụ kiện trước ha. Thì đây phụ kiện á thì cái UEZTX này á nó sẽ rẻ hơn so với cái Anen Q1 này khoảng 150 ha. 150. UEZTX này rẻ hơn cái Anen Q1 khoảng 150. Thì tại sao lại rẻ hơn? Ha, thì mình sẽ phân tích. Thì cái UEZTX nè thì sẽ rất tặng cái bao da. Cái bao này bằng vải thôi, bao vải thôi, không có gì hết ha, bao vải thôi. Còn cái Anen Q1 á thì nó được tặng hẳn một cái túi, nó tặng một cái túi luôn đó, đó là sự khác biệt rồi ha. Đây cái túi để đựng luôn, sách hướng dẫn, cái túi luôn chứ không, cái này chỉ là cái bao vải bình thường thôi. Đó là sự khác biệt đầu tiên. Khác biệt thứ hai nữa là cái ZX này nè, là nó chỉ được cài tặng kèm hai cái que thôi, là một cái que thường với một cái que đo nhiệt độ ha, với cái hộp. Còn cái Anen Q1 á thì nó lại được tặng tới bao dây lận, nó tới ba que đó. Que đo thường nè, que đo nhiệt độ nè, với cái que đo này là que đo mở rộng. Thì que mở rộng này nếu giá thị trường khoảng 50.000 đó ha, thì giá nó khoảng 50.000 que đo mở rộng này. Rồi đó là sự khác biệt về gọi là phụ kiện kèm theo. Rồi với mình sẽ tiến hành mình thử cái chức năng coi nó ra thông số giống nhau hay không ha. Thì hai loại này cũng khá là giống nhau, mà thấy nè, bạn nhìn cái ngoại hình tương quan á, thì nó dường như là y hệt nhau luôn á, chỉ khác cái tên trên đây thôi, cái còn lại là 999 rồi, y hệt luôn ha. Số ký hiệu hay là những cái vị trí thiết kế cũng y chang nhau luôn, không khác một tí nào luôn, thấy không? Phía sau này nó dùng pin ha, đây cũng y hệt luôn, vẫn y nhau, chả khác gì. Đây đó, thì mình sẽ tiến hành đo vài thứ coi nó có sự sai lệch gì với nhau không ha. Đầu tiên mình rồi, hiện tại mình đã cắm cái que đo vô rồi nè. Thì que bên trái này là của UTX, cái bên phải này là của Anen Q1 ha. Đây, rất là giống nhau, khá là giống nhau luôn. Sẽ dựng lên hơi và cho bạn dễ nhìn. Rồi, sẽ tiến hành đo trước ha, một viên pin đi. Hiện tại mình có đây là một viên pin 9V, nhưng mà do nó bị nó hết pin rồi, nên mình cũng bỏ không xài. Sẽ đo thử rồi coi giờ còn bao nhiêu ha. Về cái cách đo thì mình đã hướng dẫn trong những video trước rồi. Bạn nào cần những hướng dẫn cách đo chúng ta coi những video trước ha. Video này mình chỉ đo thôi, so sánh thôi. Đây, cái dùi tiết hiện ra là 7,62 ha, 7,62V. Rồi ok ha, coi cái Anen Q1 có ra bao nhiêu. Bảy phẩy sáu mươi hai, y hệt luôn các bạn. Đây là một con điện trở 39kg nè, cam trắng cam. Sẽ tiến hành đo thử coi, chỉnh qua hang đo điện trở ha. Rồi, coi này bao nhiêu. 38,67 ha, 38,67. Rồi, qua bên kia coi, qua bao nhiêu, chỉnh qua điện trở. 38,7. Thì nó cũng tương đương nhau. Bên kia là 38,67, bên này là 38,7, mà 0,05 ohm, rất là nhỏ luôn, dường như là không ohm luôn các bạn. Đó là sự đo điện trở chênh lệch nhau.
Rồi mình sẽ đo thử đo tụ coi. Coi nó có chỉ lệch không ha. Tụ. Hiện tại chính mắt mình là con tụ 35 web. Lộn 33 web ha, nhầm. Rồi. Chỉnh qua hang đo tụ. Rồi, mình đo thử con này ra bao nhiêu ha. Đây, 35,5 ha. Con tụ này ra là 35,5. 25, 35,25 ha. Rồi, chốt. Coi bên đây có ra bao nhiêu. Cách dùng hai này y hệt nha, không khác gì hai bạn ha. ba mươi lăm phẩy hai trên lệch nhau là 0,05 nữa. Nói chung hai cái này trên lệch nhau là 0,05. Đó là cái đo tụ đo tất cả nhiều thứ rồi ha. Mình sẽ tiến hành mình đo thử điện 220 coi nó khác biệt nhau như thế nào. Đây, một cái đã lên rồi. Cái này coi. Mình sẽ đo điện sóng luôn, mình không có hon. Đây. Hai cái nó ra dường như là tương đồng luôn các bạn ha. Do tay mình đang dịnh rồi nên không có chỉ gì được. Đây, nó ra dường như giống nhau luôn các bạn. 222, 21 là y hệt luôn á. Nó nhảy cũng nhảy y chang nhau luôn các bạn ha. Rõ ràng nó giống hệt nhau. Rồi. Rồi, như vậy là mình cũng đã nói sơ về hai cái máy này rồi. Thì đầu tiên kết luận á, về chất lượng á, mình thấy cũng như nhau thôi các bạn. Chất lượng cũng như nhau thôi. Còn có về cái độ bền. Độ bền thì phải tùy người sử dụng, tùy cách sử dụng, tùy môi trường làm việc như thế nào. À, đó là cái chất lượng thì nó cũng khá là mơ hồ. Tại vì chúng ta không biết được là cái môi trường làm việc như thế nào, tần suất sử dụng như thế nào, cách sử dụng như thế nào, đúng hay không. Đó, thì có thể ảnh hưởng tới cái độ bền của máy. Rồi về cái thứ hai nữa, cái giá chênh lệch nhau á, cái giá ăn nan quy 1 này nó lớn hơn, nó cao hơn cái USD này khoảng 150. Thì mình thấy đây, mình nghĩ là cái chênh lệch đó là nó bù vô tiền cái que đo thêm này nè, với cái túi thôi. Mình nghĩ là như vậy, tại vì cái que đo thêm này với cái túi này chắc cũng cỡ 100 ha, nếu tính ra cũng cỡ 100. Thì cái que đo với cái túi này, thì mình nghĩ nếu các bạn nào vân vân giữa hai cái này á, thì các bạn hãy xem xét cho kỹ. Tại vì cái này nó hơn nha, tới 150 cũng khá là cũng khá là cao ha. Nếu bạn chỉ cần một cái đồng hồ có phụ kiện bình thường thôi nè, bình thường như vậy thôi, hay một cái túi bình thường thôi, chúng ta dùng cái này, cái UATX mua cái này. Còn nếu chúng ta muốn có một cái phụ kiện chất lượng hơn, chúng ta muốn có một cái này gọi là giống như cái túi sách ha, với một cái que đo mở rộng nữa, que đo chất lượng cao nữa. Đây, mở rộng thì rất là hay ha. Đây. Đó, thì chúng ta mua cái ăn nan V1 này để nó kèm theo, hoặc là chúng ta mua cái UATX này, xong ta mua kèm theo bộ này cũng được. Cái bộ dây này mình đang bán với giá 50.000 nè. Bộ dây này đang bán với giá 50.000 bộ rời luôn á. Nếu bạn yêu cầu mình thêm thì mình sẽ bán thêm bộ này, bạn 50.000 vô. Vậy thôi. Rồi, bạn nào cần thì liên hệ số của mình. Rồi, bạn nào thắc mắc thì comment dưới ha. Rồi, chào các bạn.